Đây là những cái món đồ có trong hộp Cosmo. Các bạn thấy rồi đó, Cosmo 3 khối vuông và cái giấy hướng dẫn cách chơi Cosmo và khởi động Cosmo và cục sạc pin. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm những cái thao tác trước khi mà mình khởi động Cosmo nhé. Trước khi mà các bạn phải gỡ cái khay này ra để tháo Cosmo ra khỏi cái đế này. Đây có hướng dẫn này, remove, tháo cái thanh này ra. Sau đó đẩy hai cái miếng này lại. Đẩy ra thì nó bắt đầu nó mới... Đó, nó ra cái hai cái đế hai bên mới lấy Cosmo ra được. Đây, bây giờ mình đã lấy được Cosmo ra khỏi cái đế. Chính thức lấy ra. Còn cái đế này mình sẽ để một bên. Bây giờ Cosmo mình sẽ cho để trong cái đế sạc để bắt đầu chuẩn bị khởi động. Đây, các bạn để rồi, đây là coi như nhà của Cosmo đó. Bắt đầu Cosmo cho chúng ta một cái password, là password của wifi, là chúng ta nhập nhập vào trong máy. Đây,